Chưa có nắng nó chiếu vô rồi sáng lên nó màu vàng, những màu xanh nó nổi bật lên. Tôi cũng làm phóng sự của tôi luôn. Ở đây là ở trên chùa Tà Bạ nhìn xuống. Nhìn xuống thì chán. Thì chán thì tôi. Đây là núi Cô Tô hoặc là núi Tô đó, đồng ruộng đẹp không, lúa có chỗ chín có chỗ chưa chín nè, còn có chỗ bắt đầu chín. Hướng này là hướng về nhìn về Thoại Sơn nè, có cái núi xa xa đằng kia đó là núi Thoại Sơn. Cái trắng trắng là dùng nước đồng bằng ngập nước. Trên đồi Tà Bạ, cái này là nhìn từ tối mưa sáng lên mây không. Ở đây cũng có cộng đồng người Công giáo. Cái thị trấn Tuy Tôn này hoặc là cái huyện Tuy Tôn này là đồng bào người Khmer rất là đông. Theo tôi đoán là chắc cũng khoảng 70%. 70% dân số ở đây là người Khmer. Tối mưa, hôm nay sáng lên rồi, chưa có nắng. Chùa người Khmer là về kiến trúc, nét hoa văn đó, hình hài của cái chùa nó cũng na ná như là cái nhìn chùa ở. Tiền để xây dựng chùa và lễ cái thân đó. Đây là chùa Tà Bạ, chùa mới xây dựng. Kêu bằng chuyện đây. Mấy cái tháp này là mấy cái tháp người ta để hài cốt. Phong tục người Khmer là đi là người ta hỏa táng, khi mất thì
khi hòa tán xong mình phải lấy cốt và để vô trong mấy cái này nè. Tiếng Khmer gọi là trên đây, tiếng Việt thì kêu tháp. Vui không hả? Đi vui không? Hôm nay đi cắt cỏ cho bò. Ta cắt cỏ theo bờ đê. Chỗ này mấy cái tháp nó đẹp, nó tập trung ở đây nhiều. Đang nhảy được mà. Con này đang nhảy được. Ông người ta đang nhảy được, ông dứt ra là tội lắm đó ông. Thôi à. À. Ta đang nhảy được ông nội ơi. Nó đang nhảy được đó. Ủa vậy là tưởng nó đang giết nhau chứ. Đâu có, nó giết nhau là cái con có cái sừng đó, nó cũng nó đá với nhau là con có sừng. Mấy con cún đó. Anh nhà thấy không? Con có sừng là con đực đó. Người ta đang dính lẹo nhau ông dứt ra. Nè, con bắt đầu chung. Nghe ông chống hợp lên đây sao vậy nè? Hợp gọi lên chơi. Hợp gọi lên chơi. Ủa con mày? Rồi, hợp chùa. Đi chùa. Bệnh mắt đi chơi. Thải nó kìa. Bắt nào á, bắt nào? Mày á. Tao bắt con đực cơ, mày bắt con cái chơi này. Bắt kìa mày, bắt thêm mồi á. Chùa rồi. Thả lên đi, thả lên. Mày muốn coi. Nó chiều mùng.
Nó làm như nó giỏi lắm vậy, nó dẫn đường không? Trên hồ Thập Bà. Đường chạy vô trong hồ. Mây là nó đi trước không à? Trong đôi mắt đó.